40 năm không có giấy tờ, chị Vui ở phường Hiệp Thành, quận 12 rất vui mừng vì được cơ quan hộ tịch linh hoạt cấp giấy khai sinh cho vợ chồng chị. Thế nhưng, niềm vui cũng chưa trọn vẹn khi các con chị dù đã lớn nhưng vẫn chưa có giấy khai sinh để đi học. Cầm tờ giấy khai sinh mà em khóc luôn á. Tại từ hồi đó mấy chục năm trời mà không có tờ giấy gì hết trơn á. Nên tụi em cũng ráng xin mấy cô thương em, thương mấy đứa con luôn, mấy đứa nhỏ có giấy tờ để sau này mấy đứa đi ăn học. Phòng Tư pháp quận 12 cho biết hiện trên địa bàn có nhiều người dân không có giấy tờ tùy thân, nhưng việc rà soát tập trung vào các em nhỏ, chỉ riêng các em chưa có giấy khai sinh đã có hơn 30 em. Thì đối với những trường hợp đặc biệt thì phòng cũng chủ động tham mưu trao đổi trực tiếp với từng trường hợp một với các phòng ban của Sở Tư pháp, thì các anh chị trên đó cũng rất là chủ động giúp mình cùng nghiên cứu để mình tháo gỡ kịp thời nhanh chóng cho từng trường hợp một. Theo Sở Tư pháp Thành phố Hồ Chí Minh, luật hộ tịch và nghị định 123 cùng thông tư 15 quy định khá thoáng, tạo điều kiện cho người dân so với trước. Tuy nhiên, qua rà soát tại 24 quận huyện, hiện còn hàng ngàn trường hợp không có khai sinh, trong đó chỉ riêng trẻ em có trên 500 trường hợp chưa có giấy khai sinh do vướng quy định không làm được giấy tờ. Trẻ em sống với ông bà, bố mẹ bỏ đi, hoặc là sống với mẹ không có bố, hoặc là sống với bố không có mẹ, thì quận huyện họ rà soát lại cái việc đó và tiến hành đăng ký khai sinh cho những cái trường hợp còn lại. Hiện nay, Sở Tư pháp Thành phố Hồ Chí Minh đang tổng hợp và báo cáo xin ý kiến xem xét giải quyết linh hoạt cho từng trường hợp giúp đăng ký khai sinh cho trẻ.